Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng cũng đã có buổi tiếp Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Sophan Hadawion cùng phu nhân đến chào xã giao nhân dịp nhận công tác. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng bày tỏ vui mừng đón tiếp tân Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Sophan Hadawion cùng phu nhân trong chuyến thăm lần này, đồng thời thông tin khái quát về tình hình kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian qua. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng khẳng định, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ không ngừng củng cố, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa nhân dân hai nước Việt Lào nói chung và Đà Nẵng với các địa phương Lào nói riêng. Tân Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Sophan Hadawion cảm ơn tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Đà Nẵng, đặc biệt là vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đối với người dân Lào trong nhiều năm qua và khẳng định mối quan hệ mật thiết giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố với các địa phương của Lào đã góp phần hun đúc tình đoàn kết hữu nghị ngày càng bền chặt. Ngài Tổng lãnh sự khẳng định, trong thời gian đến sẽ phát huy tối đa vai trò trách nhiệm trên cương vị mới, tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước.